top 5 cổ phiếu điện nước tích sản vững chắc nhất. Thì ở đây chúng tôi nói gộp luôn cả hai công ty, bởi vì về cơ bản hai công ty này nó giống nhau như hai anh em sinh đôi, không khác gì nhau nhiều lắm. Đó là công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng HND và công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh QTP. Thì lĩnh vực hoạt động là sản xuất điện, mà cụ thể ở đây là nhiệt điện than. Thì nhu cầu điện tại Việt Nam tăng trưởng 7-10% một năm. QTP và HND thì đảm bảo được đầu ra do EVN tiêu thụ. Thì đầu tư, những công ty này đầu tư sớm, thành ra cái chi phí đầu tư trên cái việc công suất điện của nó là khá hợp lý, thấp hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp đang mới đầu tư. Còn cổ tức hàng năm trong 10 năm tới thì có thể đạt trung bình khoảng độ hơn 1.700 đồng trên một cổ phiếu. Thì giá cổ phiếu của cái những công ty này hiện nay là đang quanh khoảng 15, thì là hấp dẫn cho những nhà đầu tư mà tích sản. Rồi nó phù hợp với những nhà đầu tư nhận dòng tiền đều với tỷ suất cổ tức cao gấp 1,5 lần lãi gửi ngân hàng. Còn rủi ro đối với HND và QTP đó là nhiệt điện than phải nói là một cái ngành gây ô nhiễm, hay người ta còn gọi là một cái ngành gọi là công nghiệp bẩn đấy, ngành nhiệt điện bẩn đấy. Thế do đó là nó cũng sẽ ít được sự quan tâm đối với những nhà đầu tư ngoại, những nhà đầu tư nước ngoài. Và bên cạnh đó thì có những rủi ro, đó là EVN thì bao tiêu thì rất tốt, nhưng mà nó cũng phụ thuộc vào EVN rất nhiều trong cái quá trình đàm phán giá. Bởi vậy cho nên dự báo lợi nhuận của những doanh nghiệp này cũng tương đối khó khăn trong lâu dài. Nhưng mà mình dự báo là trung bình trong nhiều năm thì có thể tương đối chính xác. Như vậy là HND cũng như QTP thì rất xứng đáng để đầu tư nếu mà quý vị thích đầu tư ăn cổ tức trong lâu dài với một cái mức giá hợp lý.